cho khách xem bất động sản và tưởng rằng khách ưng rồi, nhưng sau đó thì giao dịch đã không thành công. Vì một lý do mà rất rất nhiều khách hàng hay sử dụng, đó là gì ạ? Việc họ chê cái giá bất động sản này cao, rồi chê giá đắt, đúng không? Vậy thì làm thế nào để xử lý những cái câu từ chối này của khách hàng? Vâng, xin chào anh chị em, những người đang làm nghề môi giới bất động sản. Ngày hôm nay Hoàng Theater đã trở lại với một cái chủ đề vô cùng hấp dẫn, một chủ đề mà làm đau đầu rất nhiều anh chị em làm nghề môi giới. Đó là việc chúng ta cho khách xem bất động sản và tưởng rằng khách ưng rồi, nhưng sau đó thì giao dịch đã không thành công. Vì một cái lý do mà rất rất nhiều khách hàng hay sử dụng, đó là gì ạ? Việc họ chê cái giá bất động sản này cao, rồi chê giá đắt, đúng không? Vậy thì làm thế nào để xử lý những cái câu từ chối này của khách hàng? Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái phương pháp để xử lý những tình huống khi mà khách hàng đưa ra cái lời từ chối là giá cao. Và nếu các bạn thấy rằng là cái chủ đề này hay và hấp dẫn thì hãy đăng ký kênh của Hoàng Realtor để khi tôi ra những cái chủ đề mới hấp dẫn tương tự thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ những cái video như vậy. Thế thì cái khách hàng ấy họ đưa ra lời từ chối và không mua bất động sản hoặc là chưa ra quyết định mua bất động sản thì cái giá là cái lý do mà thường họ hay sử dụng đưa ra nhất. Và nếu như các bạn không nhận diện được đây có phải là lý do thực sự hay không thì các bạn sẽ, thứ nhất là không chốt được cái bất động sản đó, cái thứ hai là các bạn cũng sẽ không biết là tư vấn cái bất động sản nào để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, và các bạn thường xuyên sẽ bị chán nản, thường xuyên trong tình trạng là mơ hồ nếu như các bạn không biết cách xử lý với những cái câu từ chối của khách hàng. Đó là câu từ chối kinh điển của khách hàng, nghĩa là từ chối việc là giá cao, giá đắt chẳng hạn. Thực sự thì cá nhân tôi trong những lần đi mua, không chỉ là bất động sản mà là đi mua ví dụ như mua một cái đôi giày, một cái đồng hồ chẳng hạn, đôi khi tôi không thích, ví dụ tôi xem một cái đồng hồ chẳng hạn, tôi không thích nó nhưng mà tôi chê nó một cái điểm gì đó, hoặc là tôi chỉ đi xem thôi chẳng hạn, tôi chỉ đang thích tôi xem thôi nhưng tôi chưa có nhu cầu mua. Và khi tôi từ chối thì có những lúc tôi cũng sử dụng cái câu từ chối là anh thấy giá nó hơi cao, anh thấy giá hơi cao nên anh chưa quyết định mua chẳng hạn như vậy. Hoặc là có những lúc là tôi thấy nó giá cao thật vì tôi biết là có một chỗ khác cũng cái đồng hồ này có thể là tôi sẽ mua được giá rẻ hơn chẳng hạn, đấy thì tôi từ chối được giá cao. Vậy ngày hôm nay đối với cái lĩnh vực bất động sản thì khách từ chối giá cao thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào để chúng ta tăng cơ hội để giao dịch thành công lên? Và nếu như khách hàng không giao dịch cái căn bất động sản đó thì chúng ta cũng biết được lý do để chúng ta giới thiệu một cái bất động sản khác có cơ hội giao dịch thành công cao hơn. Thế thì tại sao mà khách hàng chê giá cao thì chỉ có 3 lý do nha các bạn, lưu ý này, tất cả những cái câu từ chối rằng giá cao, giá đắt thì chỉ có 3 lý do thôi. Lý do thứ nhất là gì? Là khách hàng không thực sự muốn mua. Lý do thứ nhất là khách hàng không thực sự muốn mua và họ không nghĩ ra cách nào đó thì họ có thể nghĩ ra một cách dễ nhất là chê đắt. Khách không thực sự muốn mua có thể là gì? Là vì họ muốn tìm hiểu thêm một cái bất động sản khác, hoặc là cái bất động sản này những tính năng chưa đủ như họ mong muốn chẳng hạn. Ví dụ như cái tầm tiền cái khu vực này thì đúng như nhu cầu của họ rồi, nhưng họ thì họ muốn thử tìm một cái bất động sản khác nó đẹp hơn chẳng hạn, hoặc là một cái bất động sản khác có cái view nó thoáng hơn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng họ là họ rất là ngại cái sự nhiệt tình của bạn mà họ không nói kỹ hơn, họ không chia sẻ tập những cái điều mà họ nghĩ trong đầu, hoặc là họ là người đi xem hộ và họ là không phải là người có quyền quyết định chẳng hạn, nên họ dùng một cái lý do để hoãn cái sự quyết định của họ lại, họ đưa vào giá đắt thì họ sẽ có thể là họ sẽ bảo là thế thì em làm việc xem là chủ nhà này liệu có bán ví dụ cái nhà 5 tỷ chẳng hạn, thế làm việc cho anh xem là tầm 4 tỷ 1, 4 tỷ 2 thì được anh mua được. Sau đó thì vì họ muốn chê thì họ phải tìm những cái lỗi của cái bất động sản đó thì họ chê. Và cái câu nói đó thì tự nhiên nếu các bạn không định hình kỹ xem thực sự là khách hàng từ chối mua vì lý do gì hay là phải đắt hay không, các bạn không hiểu được điều đó mà cứ nghe những theo những cái lời nói, những lời phản biện của khách hàng, chúng ta cứ suy sâu vào cái việc đi tìm giá mà chúng ta không hiểu được thực sự lý do thực sự khách hàng không ra quyết định mua là gì nhá. Thế cái lý do thứ hai là gì? Là cái sản phẩm này thực sự đắt. Lý do thứ hai là sản phẩm này thực sự đắt thật, bởi vì không phải là bất động sản nào cũng giá rẻ đúng không ạ? Và thị trường thì thông thường là chúng ta 10 căn ý thì phải đến 5 đến 7 căn là giao giá cao hơn giá thị trường. Đó, thực sự là như vậy. Trong nghề bất động sản tôi không biết là những người khác nghèo, nhưng cá nhân tôi tìm kiếm và trong tay kho nhà của tôi có khoảng hơn 20.000 bất động sản, thì thực sự là những cái bất động sản đắt ý thì nó chiếm đến 6 đến 70% là giá cao hơn giá thị trường rồi. Đó,
Và cái lý do thứ ba là gì? Là cái bất động sản này, chúng ta là những người làm nghề, chúng ta biết rằng ở nó giá là cũng tương đối tốt rồi, thậm chí có những cái bất động sản rẻ rồi, nhưng mà khách hàng vẫn chê đắt, vẫn chê đắt nha, vẫn chê đắt. Trong khi thực sự nó là rẻ. Thì lý do thứ ba là gì? Là khách hàng chưa đánh giá hoặc là chưa nhận ra được cái giá trị của cái bất động sản này. Được chưa? Chưa nhận ra được cái giá trị của bất động sản này. Tức là như thế nào? Ví dụ các bạn làm ở cái khu vực quận Hai Bà Trưng chẳng hạn, các bạn thấy rằng là với cái tầm tiền 1 tỷ rưỡi thì đây là cái bất động sản đẹp nhất rồi. Đây là bất động sản đẹp nhất rồi và gần như là bất động sản hiếm nhất rồi. Nhưng mà khách hàng họ chưa đi xem nhiều. Họ cũng không biết rằng là cái tỷ rưỡi, cái tầm tỷ rưỡi này đây là cái đẹp nhất. Họ có đi xem nhiều đâu. Trong đầu họ cái tỷ rưỡi nó còn phải đẹp hơn cơ. Mà họ vẫn nghĩ rằng cái này chưa xứng đáng với tỷ rưỡi. Và thường là sau khi họ phải đi xem 5 căn, 10 căn, 20, 30 căn, họ đi xem chán đi và họ thấy rằng là họ không còn cơ hội để tìm được cái tốt hơn nữa thì họ mới quay trở lại mua cái bất động sản đó. Tôi đã gặp rất nhiều khách hàng họ đi xem lòng vòng 2-3 tháng rồi sau đó mới quay trở lại mua cái bất động sản họ xem từ những lúc thời kỳ đầu tiên đó. Những người môi giới không có kinh nghiệm ấy, nhất là trường hợp mà khi chúng ta thấy giá hợp lý rồi mà khách hàng không mua nha, thì trường hợp này các bạn phải rất lưu ý và bám sát giao dịch để tránh trường hợp là sau 2-3 tháng khách hàng họ sẽ quay trở lại để mua cái bất động sản đó. Các bạn lưu ý là đối với những bất động sản mà các bạn thấy hợp lý, xứng đáng mua rồi nhưng khách hàng vẫn không mua thì hãy nhớ là phải làm thân với chủ nhà, ký hợp đồng với chủ nhà. Thì tôi có một cái video, tôi sẽ để cái đường link trong phần mô tả là này, 8 phương pháp tránh cắt cầu đấy. Những cái bất động sản thấy hợp lý rồi mà khách vẫn chê nhá thì tỷ lệ rất cao là họ sẽ quay lại mua sau 2-3 tháng nữa, sau khi họ đã được đi xem nhiều, được thị trường giáo dục, họ sẽ quay lại mua. Mà hãy áp dụng 8 phương pháp tránh cắt cầu để các bạn tránh trường hợp là khi họ quay lại mua rồi và chủ nhà hai bên giao dịch với nhau các bạn không biết hoặc là không được một cái đồng phí nào cả đấy. Còn cái lý do số 1 là khi họ không thực sự muốn mua thì các bạn lưu ý rằng là 80% câu trả lời đắt của khách hàng không phải là câu trả lời nói thật nha. Các bạn nhớ này, 80% những câu đắt quá hoặc là giá cao quá thì 80% nó không phải là sự thật. Các bạn nhớ như vậy. Mà việc của các bạn, những người bán hàng, những người làm sale bất động sản, các bạn phải tìm ra sự thật là gì. Đắt, sự thật là anh không phải là người có quyền quyết định, hay sự thật là anh muốn một cái bất động sản này có thêm tính năng gì nữa, hoặc sự thật là anh thiếu tiền, sự thật là anh đang cần phải vay tiền, hoặc sự thật là vợ anh chưa muốn mua nhà. Sự thật là gì để các bạn có thể ra phương án hỗ trợ giúp đỡ khách hàng và ra quyết định khách hàng tìm được bất động sản phù hợp, để khách hàng ra quyết định một cách chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của họ hơn. Các bạn lưu ý như vậy. Thế thì vừa rồi tôi chia sẻ các bạn 3 lý do thực sự khiến khách hàng không ra quyết định mua. Và nếu các bạn thấy rằng là khách hàng còn có một lý do nào nữa thì các bạn hãy comment xuống dưới, các bạn hãy để chúng ta cùng giao lưu, cùng học tập, cùng trao đổi, đúng không? Và hy vọng rằng là những cái lý do vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn tăng doanh thu trong cái việc trong cái nghề môi giới bất động sản của mình. Và nếu các bạn thấy rằng là những cái chia sẻ của tôi trong video vừa rồi là có ích cho các bạn thì hãy chia sẻ cho những người xung quanh và đừng quên là nút đăng ký để khi tôi ra những cái chủ đề mới thì bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video của tôi. Và Hoàng Realtor xin chào và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Hoàng Realtor.